Xin chào quý anh chị và các bạn, ở em Nguyên đây. Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của em. Thì hôm nay em muốn làm một cái video để nói về một cái topic cũng rất là thân thuộc đối với những anh chị em nào sống ở Cây Phật Nha, hay những anh chị em nào mà sống ở những cái tiểu bang mà đất chật người đông như New York hay Washington. Chủ đề em muốn nói hôm nay chính là ADU. Tại sao em muốn nói về cái chủ đề này? Tại vì em biết rất là nhiều anh chị em mình muốn làm ADU để có thêm một cái extra income. Thì trong video này em sẽ giải thích ADU là gì. Thứ nhất nè, kế đó em sẽ nói về những cái requirement của city hay của county, để những requirement để mà xây được cái ADU. Và nhưng mà những cái requirement em muốn nói ở đây chỉ là những cái requirement ở vùng Orange County thôi nha anh chị. Mỗi thành phố, mỗi tiểu bang thì người ta có một cái requirement khác nhau. Nhưng mà em chỉ dùng cái vùng Orange County làm ví dụ. Sau đó em sẽ chia sẻ là cái quá trình xây ADU của bản thân em. Em cũng đang có một cái project xây ADU cho bản thân mình. Thì em sẽ chia sẻ quá trình xây ADU. Rồi cuối cùng em sẽ chia sẻ là có hay không nên xây ADU, nơi nào nên xây ADU, nơi nào không nên xây ADU, và xây ADU nó có lợi ích như thế nào cho quá trình đầu tư bất động sản của anh chị, thì em cũng sẽ nói trong cái video này. Rồi, mình vào phần đầu video nha anh chị. Vậy ADU là gì? ADU tiếng Anh nó gọi Accessory Dwelling Units. Nó giống như là một căn nhà thứ hai, anh chị có quyền anh chị xây thêm một căn nhà thứ hai hay một unit thứ hai trên cái căn nhà của quý anh chị và các bạn. Thì ADU nó thường hay phổ biến ở những cái tiểu bang như California, New York hay Washington, những cái tiểu bang mà đất chật người đông. Nếu anh chị và các bạn ở những cái tiểu bang như Texas thì nó ít phổ biến hơn, tại giá nhà ở những cái vùng đó nó còn more affordable. Nếu mà những người dân lao động người ta muốn mua một căn nhà ở tiểu bang vùng Texas thì thay vì người ta, cái giá nhà nó còn rẻ, thay vì người ta xây cái căn ADU đằng sau nhà thì người ta đi mua thêm một căn nhà khác cho nó tiện, chứ không ai đi xây ADU ở vùng Texas nơi mà đất còn quá nhiều và nhà còn rất là, cũng còn tương đối affordable, chứ em không nói rẻ nhưng chỉ còn tương đối affordable. Thì bây giờ em sẽ nói về những cái requirement căn bản mà nếu anh chị xây ADU thì anh chị cũng cần nên biết. Thì ADU nó có hai loại, nó gọi là attached ADU và detached ADU. Attached ADU là anh chị được xây ADU dính vô căn nhà, hay là detached ADU là anh chị xây một cái ADU có khoảng cách với căn nhà của anh chị đang ở. Cái main giống như là căn main house ở đây, cái detached ADU thì phải có một cái khoảng cách, nó không có bị dính vô căn nhà. Thì hồi xưa có rất là nhiều anh chị có hỏi em là nhà anh chị đất nhỏ quá, anh chị có thể xây ADU được không? Thì câu trả lời của em là đất anh chị nhỏ, anh chị cũng có thể xây được ADU nha anh chị. Hồi xưa cách đây khoảng 4-5 năm về trước anh chị, thì nó còn đòi hỏi đất phải là 7.200 square feet trở lên thì nó mới cho xây ADU. Nhưng bây giờ không còn nữa anh chị. Bây giờ xây ADU ở vùng Orange County, em không biết ở những cái vùng khác nha anh chị, ở vùng Orange County bây giờ nó không còn đòi hỏi lot size requirement nữa. Anh chị nếu nhà anh chị nhỏ, đất anh chị nhỏ thì anh chị có thể biến cái garage của anh chị thành cái ADU nha anh chị. Nếu mà nhà anh chị có đất lớn hơn, đất 7.200-8.000 thì anh chị có thể làm một cái detached ADU từ 800 tới 1.200 square feet. ADU nó cho mình xây từ 800 tới 1.200 square feet nha anh chị. Đó, anh chị cũng có thể xây nhỏ hơn tùy vào cái nhu cầu của anh chị, nhưng mà đa phần người ta xây ở vùng em đang ở anh chị, thì đa phần nếu mà người ta xây luôn 1.200 square feet luôn, tại vì càng xây càng có lời. Thì cái requirement bây giờ, cái requirement của city cũng được tương đối là đơn giản rồi anh chị. Thì em sẽ nói về cái requirement của cái detached ADU chứ đi, tại em chỉ muốn nói về cái cơ bản thôi nha anh chị. Thì cái khoảng cái bây giờ cái ở vùng Orange County hay ở thành phố Grand, đặc biệt ở thành phố Grand Rose, em đang nói về thành phố Grand Rose, thì cái khoảng cách từ nhà chính qua cái ADU và khoảng 10 feet, nó đòi hỏi là khoảng cách nhau 10 feet ở Grand Rose Fountain Valley, kìa chứ em hỏi Fountain Valley cũng vậy. Thì từ nhà chính qua nhà ADU khoảng cách là 10 feet, cái setback từ cái bức tường của nhà hàng xóm tới cái bức tường của cái căn ADU và cách nhau 4 feet, bên tay phải 4 feet, bên tay trái 4 feet, cách nhà main house 10 feet. Đó là cái requirement căn bản mà của thành phố Grand Rose hay thành phố Fountain Valley. Nếu
mà anh chị có ý định mà anh chị xe đi du, thì việc đầu tiên của anh chị liên hệ với người architect. Cái người architect đó người ta sẽ tư vấn cho anh chị, tại người architect người ta hiểu, người ta biết cái city nó require mình như thế nào, anh chị được xây maximum square, bao nhiêu square feet trên cái miếng đất của anh chị, hay anh chị convert garage như thế nào. Cái người architect người ta có hết tất cả thông tin, tại người ta chuyên vẽ về ADU mà anh chị, thì người ta phải làm cái bản vẽ của anh chị làm như thế nào để được city nó approve. Thì khi mà city approve anh chị mới được quyền anh chị xây. Thì anh chị cũng chỉ cần hiểu những cái căn bản, những cái căn bản là gì. ADU bây giờ nó không có đòi hỏi cái website requirement nữa, đó là cái căn bản nè. Tại vì rất là nhiều anh chị, em biết rất là nhiều anh chị hỏi em mà nhà nhỏ quá có xây ADU được không, thì bây giờ nó không có đòi hỏi cái website requirement. Thứ hai là nó chỉ đòi hỏi cái setback mà thôi anh chị. Thì anh chị cứ biết là vậy, khi nào anh chị xây thì anh chị liên lạc với người architect, người ta sẽ tư vấn detail hơn cho anh chị nha anh chị. Ngoài cái ADU ra, anh chị có quyền anh chị xây thêm một cái nó gọi là junior ADU. Thì junior ADU nó cũng giống giống ADU vậy anh chị, nhưng mà cái maximum square feet mà anh chị có thể xây junior ADU là 500 square feet. Và cái khác so với cái ADU và junior ADU, anh chị chỉ có thể anh chị biến đổi những cái diện tích mà có sẵn, giống như nhà anh chị đang có một cái gara có sẵn đã xây rồi, anh chị có thể biến nó thành một cái junior ADU, hay anh chị có một cái den hay một cái enclosed patio thì anh chị có thể biến đổi nó thành một cái junior ADU. Thì maximum là 500 square feet, một phòng ngủ, một phòng tắm, hay là một cái studio, anh chị biến nó thành một cái studio cũng được. Thì đó là cái junior ADU. Thì cái em mà muốn chia sẻ ở đây là những cái requirement căn bản mà anh chị, nếu để anh chị có những cái kiến thức căn bản, thì nếu anh chị định xây thì anh chị biết à, nó mình không cần phải đất quá to để mình để xây một cái ADU. Bây giờ em sẽ vô cái phần tiếp theo, cái phần tiếp theo em sẽ chia sẻ cái quá trình xây dựng ADU của em sẽ chia sẻ từng bước xây ADU như thế nào, anh chị cần phải liên hệ ai, nếu anh chị tự xây thì anh chị sẽ tự xây như thế nào, nếu anh chị mướn người thì cái giá cả, ở cái giá cả ở đây em muốn nói là miền Nam Cali thôi nha anh chị, thì nó như thế nào. Rồi mình vào phần kế tiếp của video nha anh chị. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cái quá trình để xây ADU. Thì nếu anh chị và các bạn đang có ý định xây ADU thì at least thì bây giờ mình có một cái ý idea mình cần phải làm gì. Cái bước 1 để xây ADU đó chính là anh chị cần phải kiếm một người architect. Người architect này, người kiến trúc sư đó anh chị, người ta sẽ tư vấn cho anh chị ở nhà anh chị được xây maximum bao nhiêu square feet ADU, hay là nếu anh chị anh người ta sẽ cho anh chị cái idea nhà anh chị nên convert cái garage thành cái ADU hay không. Thì anh chị cần phải kiếm một người kiến trúc sư, sau khi tư vấn xong người ta sẽ làm bản vẽ cho anh chị. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai đó chính là anh chị sau khi có bản vẽ, người architect bản vẽ, bản vẽ xong, thì anh nếu anh chị muốn tự làm thì anh chị có thể tự mang lên submit city, nhưng thường thường cái người architect người ta sẽ submit lên city luôn cho anh chị để anh chị ấy approve, được approve. Thì cái quá trình lên city thì nó sẽ qua hai department để nó review cái bản vẽ đó, là planning department và building department. Thì tùy vào cái nơi anh chị đang ở nó có khoảng cái thời gian review nó kéo dài từ 2 đến 3 tháng, nhưng riêng cái thành phố của em thì nó kéo dài lâu hơn chút, tại quá nhiều người họ xin làm cái ADU đó thì nó kéo dài từ khoảng 6 tháng. Nếu mà anh chị có một người architect giỏi, vẽ bản vẽ giỏi, người ta biết cái code của city, người ta correction nó nhanh thì anh chị sẽ được approve nhanh. Vậy thôi anh chị, thì riêng cái khoảng đó là từ 2 đến 3 tháng. À, mà em quên nói cái giá bản vẽ ở cái vùng của em đang ở thôi nha anh chị. Thì cái giá một cái bản vẽ từ 6.000 tới 8.000, 9.000, tùy vào cái size, tùy vào cái độ khó khác, cái độ khó của cái vẽ, thì cái giá từ 6.000 tới 9.000 một cái bản vẽ nha anh chị. Rồi sau khi mình được approve cái bản vẽ xong thì mình cần phải làm gì? Sau khi mình được approve bản vẽ xong thì mình sẽ đi kiếm một cái người general contractor để người ta làm cái ADU cho quý anh chị và các bạn. Thì có hai cách, nếu anh chị tự lát nữa em sẽ nói về cái cách tự làm nó như thế nào. Thì thường thường là mình sẽ đi kiếm một người general contractor để người ta làm cái ADU. Thì riêng ở cái vùng em, cái giá mà để làm một square feet ADU là từ 200 đến 250 một square feet. Còn nếu anh chị định làm cao cấp hơn thì có thể hơn 250 một chút, nhưng mà cái giá standard từ 200 đến 250. Còn nếu anh chị kiếm được một người constructor nào người ta tính giá anh chị 160, 170 hay thì rẻ hơn, thì anh chị, nếu anh chị đủ tin tưởng người đó thì anh chị có thể làm.
nhưng mà em cho anh chị biết cái giá standard ở cái vùng Orange County này là từ 200 đến 250, ở miền Bắc Cali thì mắc hơn 400 500 đô một square feet, thì tùy vùng tùy mỗi nơi, em không có, em chỉ nói về cái vùng của em đang ở mà thôi. Còn nếu anh chị có, nếu anh chị muốn tự khám phá, tự trải nghiệm giống em thì bây giờ em có một cái video, em có một cái một số bức hình, một cái ADU mà em đang tự làm, em đang làm xong cái frame mình đó. Thì nếu anh chị quyết định anh chị tự làm ADU để anh chị tự trải nghiệm giống em á, thì đầu tiên anh chị phải kiếm những người subcontractor, tại khi mình tự làm mình phải kiếm những người contractor, người ta cũng kiếm những cái subcontractor đúng không, thì mình tự làm, mình là người contractor thì mình cũng phải kiếm subcontractor. Thì đầu tiên mình phải kiếm người subcontractor làm foundation, làm cái móng nhà, làm cái móng nhà xong mình sẽ kiếm người subcontractor mình làm plumbing, rồi làm plumbing xong mình kiếm người subcontractor để làm cái framing, làm cái framing xong mình làm đường điện xong rồi làm roof, rồi làm ceiling, rồi làm tường, làm tất cả mọi thứ. Thì cái đó nếu anh chị muốn tự làm thì anh chị phải có một cái team để mà làm từng cái step, step by step đó. Thì em, tại bản thân em mà em full time investor, em đầu tư full time, em dành rất là nhiều thời gian để em sửa chữa, đầu tư nhà cửa, thì em muốn tự trải nghiệm thì em tự làm. Nhưng mà nếu anh chị không có thời gian thì theo em mà lời khuyên tốt nhất của em cho anh chị đó chính là anh chị kiếm một người general contractor có đủ uy tín, có đủ tiền, có đủ uy tín để làm cho anh chị. Người ta sẽ cover tiền material, cover tiền labor. Nhưng mà lời khuyên của em, nếu anh chị kiếm general contractor thì kiếm những người nào mà họ làm trước rồi anh chị mới đưa tiền nha anh chị. Đừng có bao giờ mà mình đưa tiền trước cho một người contractor nào hết. Phải kiếm người nào có uy tín, có vốn, người ta vô, người ta làm cho mình, làm xong cái phần nào mình đưa tiền phần đó thì anh chị sẽ tránh được cái phần tiền mất tật mang. Đừng bao giờ mà nghe người contractor nói này nói nọ nói kia, vô đòi tiền này đòi tiền nọ đòi tiền kia mà dẫn tới tiền mất tật mang nha anh chị. Đó là những cái bước mà CADU mà em có được qua quá trình em tự làm, thì em hy vọng nó giúp ích cho anh chị. Bây giờ ở phần cuối video em sẽ nói về cái những cái có hay không nên CADU ở Cali, cái vùng nào nên CADU, cái vùng nào không nên CADU, và thứ nhất là, và cuối cùng em nói những cái lợi ích. Nếu anh chị là nhà đầu tư bất động sản ở vùng ở Mỹ, ở vùng California này, thì ADU có nên xây ADU, nó, cái ADU nó sẽ giúp ích gì trong quá trình đầu tư bất động sản của anh chị nha anh chị. Rồi, ở phần cuối video này em muốn trả lời một câu hỏi là có hay không nên xây ADU, và xây ADU nó sẽ giúp gì trong quá trình đầu tư bất động sản của quý anh chị và các bạn. Có hay không nên xây ADU thì câu trả lời của em là có, cả có và không. Có những vùng anh chị không nên xây ADU và có những vùng anh chị nên xây ADU. Những vùng nào mà anh chị không nên xây ADU thì em nói về cái miền Nam Cali thôi anh chị. Em làm ví dụ chung là những cái vùng nào mà giá nhà nó còn rẻ đó anh chị, như ở miền Nam Cali, Riverside County, San Bernardino County, những cái vùng mà giá nhà còn rẻ đó anh chị. Lời khuyên của em mà anh chị không nên xây ADU ở những cái vùng đó. Tại sao? Ví dụ em đưa ra một ví dụ ở vùng San Bernardino, cái giá nhà ở vùng đó khoảng 315 đô một square feet, thì nếu anh chị xây ADU tốn 200 đô đúng không chị, thì cái giá nhà ở vùng đó 315 đô thì anh chị lời khoảng 115 đô trên một square feet, thì cái số tiền lời đó nó cũng không quá nhiều, nghĩa là anh chị xây xong cái giá trị căn nhà của anh chị tăng lên cũng không quá nhiều, thì nó không có đáng anh chị. Và ngay cả nếu anh chị định cho mua xây đi du ở những cái vùng đó anh chị cho thuê, thì cái giá cho thuê những cái vùng đó nó cũng không có cao, thì dẫn tới xây đi du ở những vùng đó em theo em là không có lời, không có tốt. Rồi còn nếu những cái vùng nào mà anh chị nên xây ADU, những cái nếu ở miền Nam Cali thì nếu anh chị có nhà ở Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Huntington Beach, hay là những cái vùng Sarito, những cái vùng nói chung là những cái vùng mà giá nhà nó cao anh chị nhà anh chị mà có đất giá nhà ở vùng đó cao thì anh chị nên xây ADU. Ví dụ ở Garden Grove bây giờ giá nhà Garden Grove khoảng 550 600 đô một square feet, khoảng 550 đô một square feet đó, anh chị xây 200 đô, anh chị xây ADU chỉ tốn 200 đô mà cái giá nhà một square feet ở Garden Grove tới 550 đô, nghĩa anh chị ở trên 350 đô một square feet. Anh chị ở hơn hẳn nếu anh chị xây ở Riverside San Bernardino. Và nên anh chị nếu anh chị xây thì chỉ nên xây những cái vùng mà đất chật người đông, không nên xây những cái vùng mà đất còn quá nhiều nha anh chị. Đó là lời khuyên của em. Rồi một em có một cái ví dụ, em có biết một cái người investor, một cái công ty
còn một công ty chuyên về xe đi du. Công ty này người ta mua nhà, người ta không cần phải mua nhà giá rẻ hơn thị trường quá nhiều. Công ty này chỉ mua những căn nhà nó có cái vị thế đẹp như là Conneaut, hay là những căn nhà có đất bự, để người ta mua về, người ta xây ADU xong người ta bán lại và người ta vẫn có tiền lời anh chị. Thì đó là một cái cách đầu tư khác anh chị. Tại vì bây giờ thật sự ở vùng Orange County này rất là khó kiếm một cái deal trên thị trường. Anh chị mua một căn nhà 20-30% rẻ hơn cái giá thị trường, nhà cũ nhà nát cũng gì, thì cũng rất là khó kiếm. Em nói thiệt, ở vùng Orange County này mà để kiếm deal rất là khó kiếm anh chị. Thì mình phải biết creative một chút, mình phải biết add, như em đã nói ở một cái video khác, mình phải biết add thêm cái giá trị căn nhà. Thì em biết cái công ty này người ta chuyên mua những căn nhà, mua đúng giá thị trường cũng được, mắc hơn giá thị trường chút xíu cũng được, miễn sao người ta mua được một cái căn nhà nó nằm ở một cái vị thế đẹp thì người ta có thể xây được cái ADU, người ta xây xong người ta bêm lên thị trường người ta bán lại. Thì đây là một số cái project mà em thấy công ty này đã làm và đã bán, thì em thấy họ làm rất là thành công. Thì đó là em thấy là xe ADU nó rất là có benefit. Còn nếu anh chị mua nhà xong ở những cái vùng mà mắc tiền như Grand Rapids Center, anh chị định mua xong chị kiếm thêm xe ADU để kiếm thêm một nguồn thu nhập để có cash flow, thì xe ADU ở vùng này rất là có lợi anh chị. Thì đó là cái những gì mà em muốn nói về ADU. Thì em hy vọng anh chị thích cái video em chia sẻ về ADU này. Thì em hy vọng anh chị thích. Thì nếu anh chị đang có ý định xây ADU thì anh chị hy vọng anh chị nghe xong cái video này của em, anh chị có thêm một cái ID nào đó. Thì nếu anh chị thích mua nhà ở vùng Orange County, hay anh chị ở LA County, Riverside County, hay đầu tư mua nhà, đầu tư nhà, thì anh chị có thể liên hệ em là Tony Nguyễn, em là chuyên viên tư vấn địa ốc ở những cái vùng này. Ngoài ra em còn đầu tư địa ốc nữa anh chị. Nên nếu anh chị có thích đầu tư hay anh chị đang có ý định mua nhà cho gia đình và bản thân mình, anh chị hãy liên hệ em qua số điện thoại 714-655-9715. Em là Tony Nguyễn, em cảm ơn anh chị đã coi video em rất nhiều.